Thưa quý vị, vào tối hôm qua, Ban công tác mặt trận khu vực Nam phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2024 đến dự và chung vui với khu vực có ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Tại ngày hội, các đại biểu ôn lại lịch sử 94 năm xây dựng và phát triển mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Năm 2024, Ban Công tác Mặt trận khu vực Nam phối hợp tuyên truyền, dẫn động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc dẫn động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với những kết quả nổi bật như dẫn động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, ra quân vệ sinh môi trường, hỗ trợ vốn vay giúp người dân phát triển kinh tế, dẫn động xã hội hóa 185 phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, khu vực giảm 2 hộ cận nghèo. Hiện khu vực còn một hộ nghèo và một hộ cận nghèo. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024 được khen thưởng. Ban Thường trực Quỹ ba mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều trao bản tượng trưng tặng Ban Thường trực Quỹ ba mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Khánh một căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng tặng quà cho những hộ nghèo cận nghèo vừa thoát nghèo.